Xin chào tất cả mọi người, xin chào anh em. Trong video ngày hôm nay thì em xin review cho mọi người cái sản phẩm, đó chính là motor và cánh quạt tản nhiệt két nước của Ford Transit 2014 đến 2021. Đây anh em nhé, đây là hàng xịn này, hàng xịn như hàng trên xe luôn. Thì chúng ta hãy sơ qua nhé. Cái chất nhựa trước tiên chúng ta cùng nhìn này, cái chất nhựa của nó rất là đanh như dòng trên xe luôn. Đây là cái biểu tượng mà nó sẽ là cái hướng gió khi mà chúng ta bật công tắc lên. Đây, đây em nhìn này. Đấy, đây chỉ những cái motor xịn thì anh em nhìn nhá. Đây các bác nhìn thấy chưa, lượng đồng nó rất là nhiều này, phía trên này một lớp sứ này. Đấy. Đây. Đó. Với cái combo bộ tản nhiệt của Transit này thì nó sẽ có hai quạt, một bên là quạt nóng và một bên là quạt két nước. Quạt két nước của nó thì là cái motor nó sẽ dày và nó to hơn, cái cánh của nó thì cũng là to hơn. Con này bật lên là gió ác lắm này. Cánh chéo. Đó. Em vừa giới thiệu sơ qua tới mọi người cái sản phẩm, đó chính là cái combo motor cùng với cánh quạt két nước của Transit. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 076 9086 333. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 591 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Xin chào và hẹn gặp lại.